Hello anh em, One Way đã quay trở lại đây. Hôm nay thì đã là 28 Tết rồi, nên trước khi bắt đầu video thì mình muốn gửi một lời chúc tới toàn thể anh em viewer sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, no ấm đủ đầy bên cạnh người thân. Cùng với đó thì hãy tiếp tục đồng hành cùng One Way nhé, bởi vì sự ủng hộ của các bạn là một cái niềm động lực to lớn để bọn mình có thể tiếp tục phát triển và cho ra đời những cái sản phẩm công nghệ chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại với chủ đề của video nhé. Dạo gần đây thì chắc hẳn là những cái anh em đặc biệt là ở Hà Nội ấy thì đang rất lo ngại về một cái tình trạng, đó là mức độ ô nhiễm tại thủ đô của chúng ta đang đạt mức cao nhất thế giới. Ở đây thì thực sự là một cái vấn đề rất đáng lo ngại, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình, đúng không ạ? Nên để bảo vệ được cho gia đình của chúng ta trong cái dịp Tết đến xuân về này thì anh em nên hạn chế ra ngoài nhé. Cùng với đó thì mình cũng muốn đem tới cho anh em một cái giải pháp để làm sạch không khí trong nhà, đó chính là Xiaomi Air Purifier 4 Pro này. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem với chiếc máy lọc không khí này nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái lợi ích như thế nào nhá. Ok, triển thôi. Mà trước khi tìm hiểu về chiếc máy này thì anh em cũng đừng quên là hiện tại One Way vẫn đang diễn ra chương trình cực hấp dẫn Tết Sale Hết kéo dài đến tận mùng 9 tháng 2, tức là 30 Tết, khi mà giảm đến 20 triệu đồng một sản phẩm với đa dạng các loại thiết bị công nghệ như là điện thoại iPhone này, Samsung, iPad, MacBook, đồng hồ thông minh, loa, tai nghe Bluetooth cùng với rất nhiều phụ kiện công nghệ khác. Nên nếu anh em quan tâm thì mình sẽ để đường link chi tiết của chương trình dưới phần mô tả để cho anh em tham khảo thêm nhé. Còn với chiếc Xiaomi Air Purifier 4 Pro này thì mức giá của nó đang cực kỳ đẹp luôn, chỉ 3.990.000 đồng thôi. Mà không chỉ đẹp về giá, ngoại hình của nó cũng rất bắt mắt nữa, với cái thiết kế nó hiện đại, nổi bật với gam màu trắng như này, nên chắc chắn sẽ rất phù hợp khi mà anh em đặt ở mọi vị trí trong không gian ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó thì Xiaomi Air Purifier 4 Pro còn có thể hỗ trợ kết nối Wi-Fi để anh em điều khiển thiết bị từ xa. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Mi Smart Home và kết nối đến máy lọc qua thiết bị Wi-Fi là đã có thể điều khiển chiếc máy này ngay trên smartphone của anh em rồi, kể cả là anh em đang không có ở nhà. Cực kỳ tiện lợi và phù hợp cho những cái hộ gia đình ở nhà có người cao tuổi và trẻ con không quá am hiểu về công nghệ. Với những ưu điểm của chiếc máy này thì đầu tiên phải kể đến hệ thống lọc khí được tối ưu với công suất cao. Xiaomi Air Purifier 4 Pro sở hữu hệ thống 3 màng lọc hiện đại với lần lượt là lớp lọc thô, lớp lọc than hoạt tính và lớp HEPA. Nhờ đó mà máy có thể loại bỏ bụi mịn này, virus, bụi bẩn, vi khuẩn có kích thước siêu nhỏ, lông thú vật hay là cả chất gây dị ứng nữa. Với hiệu suất lọc hiệu quả cao lên đến 99,97%, đặc biệt là hệ thống lọc khí bên trong Air Purifier 4 Pro hoạt động rất ổn định, yên tĩnh và êm ái nhờ vào bộ quạt và ống dẫn tối ưu, không gây ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt của gia đình chúng ta vì âm thanh máy hoạt động thì gần như là không có. Ở bên cạnh đó thì lớp than hoạt tính giúp máy có thể khử mùi hôi một cách dễ dàng. Tốc độ phân phối không khí là 500 mét khối trên giờ, tương đương là cung cấp 6.000 lít không khí sạch trong 1 phút, nên phù hợp với không gian có diện tích phòng dao động trong khoảng từ 35m² đến 60m² như là phòng ngủ, phòng khách và phòng làm việc. Ưu điểm tiếp theo của chiếc máy mà mình muốn giới thiệu đó chính là chiếc màn hình OLED này. Khi mà máy trang bị nhiệt độ và độ ẩm có độ chính xác cao nhằm cung cấp chất lượng không khí tại không gian đo theo thời gian thực. Trên màn hình thì các thông số sẽ được hiển thị cho người dùng thuận tiện theo dõi, bao gồm độ ẩm, chỉ số bụi, wifi, nhiệt độ, chế độ lọc và màu sắc chất lượng không khí, với màu đỏ là mức không khí ô nhiễm nặng, màu cam là không khí ô nhiễm ở mức bình thường, màu vàng là không khí ô nhiễm nhẹ và màu xanh là chất lượng không khí trong ngôi nhà của bạn đang rất trong lành và sạch sẽ. Và cuối cùng, một ưu điểm không thể không nhắc đến trên một chiếc máy lọc không khí như này, đó chính là việc tháo lắp và vệ sinh máy có dễ dàng hay không. Với Xiaomi Air Purifier 4 Pro thì nó được thiết kế vô cùng đơn giản. Anh em sẽ không mất nhiều thời gian khi chỉ cần một vài thao tác cơ bản thôi là có thể thay thế lõi lọc một cách nhanh chóng. Chỉ cần nhấn nút này để tháo rời phần thân trên và thân dưới của máy, sau đó nhấc lõi lọc cũ ra, đặt lõi lọc mới vào, gắn lại phần thân trên vào là máy lại vận hành bình thường và ổn định ngay lập tức, vô cùng linh hoạt và tiện lợi. Tổng kết lại, với những ưu điểm nổi bật như vậy cùng rất nhiều lợi ích mà chiếc máy này đem lại cho sức khỏe gia đình của chúng ta, nhất là trong cái thời điểm ô nhiễm nặng như này, thì chắc chắn đây sẽ là một cái sản phẩm mà anh em không nên bỏ qua. Vậy thì anh em có cảm nghĩ gì về chiếc Xiaomi Air Purifier 4 Pro này thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên để lại cho One Way một like, một đăng ký kênh để bọn mình có thể tiếp tục phát triển và cho ra đời những cái video chất lượng hơn nữa trong năm 2024 nhé. Mình là Sơn Đỗ và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc mừng năm mới!